Chào các bác nhá. Cái mặt hàng là ngụy trang nhá. Mặt nào hàng là ngụy trang cho anh em đi rừng, đi săn bẫy, bẫy cu, gác cu bẫy gà nhá. Vẫn tiếp tục về nhiều để phục vụ các bác nhá. Lâu ngày không làm video thì các bác lại bảo là không có hàng nhá. Hàng về rất nhiều. Số lượng xỉ và lẻ. Các bác nào mà có mua xỉ thì cũng có để cung cấp cho các bác nhá. Cái này thì vẫn là một cái màu duy nhất nhá. Màu ngụy trang. Màu ngụy trang lá cây khô. Màu ngụy trang duy nhất gì này. Đây. Ta sẽ mở một cái ra cho các bác xem thực tế nhá. Cái này ấy, là cái dạng bao bì ở ngoài ấy, là dạng sách tay nhá. Dạng sách tay. Thế còn các bác mà muốn làm cái dây đeo vào sau lưng này thì các bác về tìm dây và tự may lấy nhá. Bởi vì cái này là tôi cũng có đặt kho đặt xưởng rồi nhưng mà do là ngôn ngữ bất đồng họ không hiểu ý, họ không làm được theo ý của mình nhá. Đúng ra là tôi đặt theo kiểu là đeo sau lưng cơ. Nhưng mà hai chuyến hàng rồi, mỗi chuyến mấy trăm cái họ đều làm kiểu này hết thì mình không làm thế nào được. Ở đây là ở bên trong cái nào nhá, bên trong là cái này nó có thêm phụ kiện cho các bác ấy là bốn cái chân để các bác cắm. Thì cái này tôi giới thiệu lại cho các bác nắm được theo kỹ nhá, một số bác còn chưa biết được nhá. Đây, bốn cái chân này mình cắm ở bốn góc để chống bay. Đây, bốn chân thép này. Đây các bác nhá. Thế đây là cái nào nhá. Các bác này, tôi giới thiệu lại các bác nắm được nhá. Cái mẫu nào này vẫn như lô hàng trước, vẫn đạt được những cái tiêu chuẩn về chất lượng và thiết kế nhá. Đây, các bác bỏ ra, các bác bỏ nhẹ tay thôi. Đấy, cái thép này rất là cứng, nó bung rất mạnh thì nó nhanh bật vải nhá. Các bác bỏ nhẹ tay thôi. Thì nó vừa bàn cái nào cho các bác này. Nó lại vừa không gây tiếng kêu, tiếng ồn. Thì là con bổi nó không có sợ nhá, các bác nhá. Đấy. Các bác mở ra như này. Các bác kéo ra. Kéo ra nhá. Rồi. Cái này này là có ba cửa sổ các bác nhá. Ba cửa sổ này. Hai bên cửa sổ đều có khóa kéo này. Các bác kéo cửa sổ một cái cửa sổ ra để cho không khí nó vào nhé. Đấy. Sau đó các bác kéo cái góc nào kéo ra. Rồi. Thế khi các bác mở cửa sổ ra này, nó hút được hơi vào nhé. Nó hút được không khí vào trong này ấy, thì là cái nào nó sẽ bung ra nó tròn. Bung ra tròn luôn. Đấy. Đây là cái thế cửa chính này. Đây các bác nhìn này. Cửa chính này sẽ có hai tay khóa cho các bác. Hai tay khóa cho các bác nhé. Thì khi các bác vào trong, vào trong này rồi các bác sẽ kéo hai bên, mỗi bên các bác kéo một nửa nhé, mỗi bên kéo một nửa. Thì cái khóa này mỗi bên chỉ cần kéo một nửa thôi thì nó đảm bảo độ bền khóa cho mình. Cái này thì tôi đã đặt được xưởng làm như vậy. Thế còn mấy cái đô hàng lúc trước ấy, có một đô là một khóa thôi thì nó không được tốt lắm. Một khóa các bác kéo tròn hết như này thì nó chạy nhiều quá. Bây giờ là có hai khóa nhé, các bác kéo hai bên, kéo lên hai bên. Đấy. Và cái này thiết kế cũng rất là tinh tế các bác nhé. Đây này, cái mép cửa sổ này nó có cái đai giữ này cho các bác không phải buộc. Khi các bác quấn lên đấy mà ngồi đi câu chẳng hạn đấy thì hay là các bác tìm cái thế. Cái này ấy, mình dựa vào trong núm cây, dựa vào trong núm cây thì các bác muốn quấn lên để cho thoáng ấy, thì tôi khuyên các bác quấn cái đường trắng vào trong này, đường trắng là các bác quấn vào trong nhé. Các bác quấn vào trong như này. Đấy. Thì nó không có bị lộ nhá. Ở trong này ấy, nó có sẵn một cái dây. Đây này các bác này. Đây có sẵn một cái dây này. Các bác kéo dây này ra nhá. Nhưng mà các bác quấn ra chặt vào. Để tôi quấn hẳn hoài không không. Quấn vuông bắn ạ. Ngồi trong thùng quấn. Cái này các bác ngồi ở trong thì các bác sẽ quấn dễ hơn nhá, ngồi trong các bác quấn dễ hơn. Cái này số đo của nó nhá, số đo của nó là rộng 1 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét các bác nhá. Rộng 1 mét, cao 1 mét, ba cửa sổ rất là thoáng mát và cửa sổ thiết cũng rất thiết kế rất là kỹ càng nhá. Các bác quấn như này. Nó có thế này, thì là nó không có bị lộ cái màu trắng ra. Ở trong này các bác này, nó có cho mình một cái đai này. Thì các bác quấn xong bác thò ra ngoài này. Và ở ngoài này có cái đai nhựa nữa. Có cái tai nhựa này các bác cài sang. Đấy. Bên này cũng vậy nhá. Rồi các bác cài sang. Rồi.
Đấy. Thì là đảm bảo được là nó cho nó thoáng này và nó không có chìa cái vải trắng ra ngoài, đảm bảo được cái tính ngụy trang nhé. Đây ba cửa sổ các bác này, bên sườn này, sườn nữa là một cửa sổ này, và cửa sổ này các bác lưu ý này, tôi mở nốt cửa sau này, cửa sổ phía sau này các bác nhé. Ba cửa sổ, ba mặt ba cửa sổ, một mặt là cửa chính nhé. Cái cửa sổ này ấy, thì nó khá là rộng cho các bác quan sát thoải mái. Cái đường kính của nó là phải 30 cm vuông nha, 30 cm vuông. Và cái cửa sổ này này, nếu mà các bác cuốn hết lên nhé, ở trường hợp các bác cuốn hết lên cho nó thoáng, ở trường hợp mà nó có cái địa thế mà cây nó che rồi ấy, thì các bác muốn thoáng ấy thì các bác cuốn lên, thì tôi khuyên các bác cuốn vào trong như này, cuốn vào trong này để cho nó không có lộ cái phần vải trắng ra. Đây các bác thấy không, ở trong này nó cũng để sẵn cho mình một cái đai và một cái khuy, các bác chỉ việc đưa ra cài cái này được. Đấy, nhá. Đấy, đưa cài như này được nhé, là mình sẽ quấn được hết cái cửa lên thì nó thoáng nhé. Thế còn trường hợp mà cái cửa sổ mà quay trực diện ra phía ngoài, ra phía mà các bác quan sát buổi ấy, thì các bác làm như này, cái khóa này các bác kéo một nửa xuống, kéo một nửa xuống cho tôi, hai bên kéo một nửa xuống, tùy các bác, các bác kéo ít thì kéo nhiều thì các bác nhé. Sau đó các bác nặn cái phần này này, các bác gập nó lại, gập nó lại đút vào trong rồi. Như này là nó không lộ phần trắng lên, như này là đảm bảo tính ngụy trang nó tốt, mà các bác ở trong này quan sát ra được nhé. Đấy, các bác cài lên như này rồi. Thế này các bác muốn hở 10 phân hay hở 5 phân hay hở 20 phân thì là tùy các bác, tùy các bác kéo vào cái khóa này xuống bao nhiêu và các bác vẽ lên như này. Đấy là các bác ở trong quan sát ra rất là tốt, ở ngoài nhìn vào ấy thì là độ ngụy trang nó tốt, nó không bị lộ nhé. Đấy, đây là cửa chính này. Đấy. Và cửa sổ bên này nữa. Đấy, ba cửa các bác, cửa bên này tôi cũng làm một nửa thôi. Đấy, làm một nửa này để khi các bác đi săn đấy thì các bác quan sát cho nó dễ mà vẫn đảm bảo tính ngụy trang. Đây các bác nhìn kỹ này, cái vải cửa sổ này ấy, là vải màu trắng, vải màu đen nhé, xin lỗi các bác, vải màu đen thì để cho tính ngụy trang nó tốt, và nó gọi là cái vải là vải lưới tàn hình đấy. Thì khi các bác mà đóng kín cửa chính này thì các bác ngồi ở trong ấy thì các bác sẽ được bảo vệ bởi muỗi dín, không có muỗi dín nào vào, và cái này là nào có cả đáy này, có cả lớp đáy này, thì bảo vệ tất cả cho các bác tránh khỏi rắn rết luôn nhá, không sợ rắn rết chui nhá, kín muỗi này. Đấy. Và khi ở trong các bác quan sát ra cái cửa sổ này là lưới nó màu đen, gọi là lưới tàn hình ấy, thì các bác quan sát nó rất là dễ, không có bị vướng mắt nhá, nhìn ảnh nó trong không vướng mắt. Và thông số của cái nào này ấy, nhá, thông số của nào này các bác nhá, là chiều rộng 1 m, chiều cao 1 m nhé các bác nhé. Chiều cao 1 m thì đảm bảo các bác ngồi thoải mái và nó không quá cao, đi ngụy trang rất là tốt nhé. Thế còn chiều rộng 1 m thì các bác có thể là 2 người ngồi trong này cũng thoải mái luôn. Đây là cực kỳ luôn, anh em trẻ tuổi mà đi săn bẫy gác cù nhá, dẫn theo bạn gấu, bạn gái dẫn theo gấu theo nhá, đây là cũng thoải mái ok luôn. Rất là rộng đấy. Chứ còn nếu mà cái cỡ mà cỡ nó nhỏ hơn thì nó sẽ hơi khó chịu ấy. 2 người trong này là thoải mái luôn. Nói chung là 2 người mà là cũng ngồi được nha các bác nhá. Thế còn anh em mà dẫn theo gấu thì càng chặt cho khi càng thích chứ nhá. Rồi. Với cái mẫu là ngụy trang bao ship đi toàn quốc các bác nhá. Các bác đặt hàng thì chỉ cần alo trực tiếp đến shop cho xin thông tin, số điện thoại là shop sẽ ship hàng đến nhà cho các bác. Các bác nhận được hàng ấy là các bác có quyền bóc ra xem và kiểm tra cái nào thực tế như thế này. Đây thực tế như này các bác xem này. Thực tế như này luôn. Cửa chính, ba cửa sổ. Các bác xem thực tế như này. Màu mè như này. Các đường may chỉ chắc chắn, không có lỗi, không có bị rách, không có mật. Thì là các bác nhận hàng và các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn. Nha các bác nhá. Lưu ý là shop không có nhận đặt cọc nha các bác nhá. Shop không nhận đặt cọc đâu. Các bác mua hàng thì chỉ cần cho thông tin là shop gửi các bác thanh toán tiền khi giao hàng nhá. Thanh toán tiền khi nhận hàng. Đây thông tin đây. Các bác vui lòng liên hệ shop tuần ấy nhá. Giao hàng toàn quốc cho các bác. Rồi xin cảm ơn. Chúc các bác sức khỏe thành công nhá.